Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, tham gia cộng đồng Địa Tạng, dặn dò cứu độ nhân thiên, phẩm thứ 13, Đức Phật giao phó. Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng soi đảnh Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết, tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào các ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng đó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như chuyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng đó, hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông mảy trần hạt cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng nhân thiên nay ta cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi, luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thối thất. Hư Không Tạng bạch hỏi. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch nói lời trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thể lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những cái ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lời việc ấy cho 28 điều lợi. Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn uống, y phục, vật báo mà bố thí cúng dường ngợi khen chim lễ, thời cái được 28 điều lợi ích như sau đây. Một là các hàng trời rồng thường hộ niệm. Hai là quả lành càng ngày càng thêm lớn. Ba là chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. Bốn là mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. Năm là đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. Sáu là những bệnh tật không đến nơi thân. Bảy là khỏi những tai nạn về lửa và nước. Tám là không có bị hại vì trộm cướp.
9 là người khác thấy đến sanh lòng cung kính, 10 là các hàng quỷ thần theo hộ trì, 11 là đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, 12 là đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần, 13 là thân tướng xinh đẹp, 14 là phần nhiều được sanh về cõi trời, 15 là hoặc làm bậc vua chúa, 16 là có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước, 17 là có mong cầu chi cũng được tội ý, 18 là quyến thuộc an vui, 19 là các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch, 20 là các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn, 21 là đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, 22 là đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. Những người 23 là những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được thoát khổ, 24 là nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng, 25 là các bậc thánh ngợi khen, 26 là căn tánh lanh lợi thông minh, 27 là giàu lòng từ mặn, 28 là rốt ráo thành Phật. 7 điều lợi lại về nửa này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1 là mau chứng bậc thánh, 2 là nghiệp ác tiêu diệt, 3 là chư Phật đến ủng hộ, 4 là không thối thất bồ đề, 5 là bổn lực được tăng trưởng, 6 là việc đời trước đều rõ biết, 7 là rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán, bấy giờ bất khả thuyết tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lợi rưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 13 S. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.